Tư thế anh hùng. Đứng thẳng, dang rộng hai chân, gập đầu gối trái tạo thành một góc vuông. Hai tay xếp chồng lên nhau, đặt trên đầu gối trái. Hít vào, hai tay dang rộng ngang vai. Thở ra, quay người sang bên trái, mắt nhìn theo tay trái. Hít vào, từ từ quay người trở lại. Sau đó quay người về bên phải. Xoay thẳng người trở lại. Hai tay duỗi thẳng lên cao, chắp lại, ngả người về phía sau. Thở ra, hai tay hạ xuống, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên. Ưỡn ngực, giữ nhịp thở đều đặn. Từ từ khép hai chân lại. Trở lại tư thế ban đầu. Đổi hướng, lặp lại động tác. Gập đầu gối phải tạo thành một góc vuông. Thẳng lưng, hai tay xếp chồng lên nhau, đặt trên đầu gối phải. Hít vào, dang rộng hai tay ngang vai. Thở ra, quay người về bên phải. Hít thở, xoay người trở lại. Sau đó, quay người về bên trái. Xoay thẳng người, hít vào. Hai tay duỗi thẳng lên cao, chắp lại, hơi ngả người về phía sau. Thở ra, từ từ mở hai tay hạ dần xuống. Ngửa đầu ra sau, mắt nhìn hướng lên, ưỡn ngực. Khép hai chân lại, trở lại tư thế ban đầu. Điều hòa hơi thở. Chúng ta hãy lặp lại một lần nữa. Dang chân trái tạo thành một góc vuông. Gập cong đầu gối. Hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên đầu gối trái. Hít vào dang hai tay ngang vai. Thở ra quay người về bên trái. Mắt nhìn theo tay trái. Hít vào xoay thẳng người lại. Thở ra quay người về bên phải. Hít vào duỗi thẳng hai tay lên cao. Chắp tay lại và hơi ngả người về phía sau. Hạ hai tay xuống, ngửa đầu ra sau. Mắt nhìn lên trên, ưỡn ngực. Từ từ trở lại tư thế một. Đổi hướng. Nhẹ nhàng, gập đầu gối tạo thành một góc vuông. Hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên đầu gối. Thẳng lưng, hai tay dang ngang vai. Hít vào, quay người về bên phải. Mắt nhìn theo tay phải. Từ từ xoay thẳng người lại. Thở ra, quay người về bên trái. Sau đó từ từ thẳng người trở lại. Hít thở, duỗi thẳng hai tay lên cao. Chắp tay lại, hơi ngả người về phía sau. Hai tay từ từ mở ra. Hạ tay xuống, ngửa đầu ra sau, ưỡn ngực. Trở lại tư thế ban đầu. Thả lỏng cơ thể. Điều hòa hơi thở. Tư thế này giúp tăng cường thể chất, tăng cường sức sống. Với vùng mông, tăng cường sự dẻo dai của cột sống và các khớp, có tác dụng tốt với vùng mông.